Anh em đã quay trở lại với kênh xe máy giá sỉ nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cửa hàng siêu thị xe máy Thịnh Dưỡng Phát, địa chỉ là 327 Đặng Thúc Vịnh, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, và một chi nhánh nữa là 688 Tân Kỳ Tân Quý, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh nha. Đó, hôm nay thì các bạn cậu chính chủ mình thấy là mẫu xe 50cc bên cửa hàng mình nhiều mà. Ở đây là những chiếc xe mà Vespa 50 thì thời điểm lúc trước tụi em quay rất là nhiều rồi. Đó, rất là nhiều màu mỡ nha, màu hồng và màu hồng cam rất là đẹp luôn. Cam cà rốt đó. Rồi đỏ candy ha, bán lũng một lỗ chỗ này luôn, bán rất là được luôn. Ngoài ra thì như tuần trước em vừa mới báo giá cho anh chị mình cái chiếc mà Vespa 50cc, thì thay vì cái kia là đi bằng xăng thì cái này là xe máy điện ha, cũng ra biển số này nó kiểu đàng hoàng luôn. Xe này thì 18 triệu anh chị, xe máy điện thì 18 triệu, còn xe xăng nó sẽ là 20 triệu rưỡi ha. Đó. Xe này thì mình sẽ sử dụng cái thẻ NFC nè, thì đi xe điện thì mới có thẻ này thôi, còn đi xe xăng phải sử dụng chìa khóa nha. Đấy, ấn vô là nó sẽ mở, còn ấn vô đây thì sẽ tắt. À, chiếc này thì em nói lại sơ một chút xíu cho anh chị ha. Trên chiếc xe này á thì nó sẽ có một tính năng, nó nhiều tính năng công nghệ hơn là đi xe máy xăng, là khi mà dây tay ga mình đứt hay là gì đó này nọ kiểu á, mình không có di chuyển được nữa thì mình có thể sử dụng cái này, mình đẩy qua đây đó thì chiếc xe mình nó sẽ chạy nha, nó sẽ chạy nha, nó sẽ hoạt động, nó sẽ là cái này là bảo hộ đó, cái là giống như là khẩn cấp cho mình đó. Đấy, rồi nhấn ở đây ha thì mình sẽ có chế độ lái. Đây, nhấn chữ B là sẽ về ready, sẽ chạy có số 1 nè. Đó, nhấn số 2 là mình sẽ chạy tốc độ được 53, số 1 chạy được tốc độ khoảng 32 đến 35 thôi. Đó. Số 2 là chạy tốc độ được 53 km/h. Và khi mình nhấn một cái nút sport chỗ này, hình chiếc xe máy nè để mình vượt xe đó, thì nhấn giữ cái nút này nha, mình kéo ra nhưng mình nhấn giữ lúc này nè thì nó kéo được đến 58 luôn, 58 luôn ha. Đấy. Và đây là xe máy điện. Xe này thì mình chạy được khoảng tầm 80 đến 100 cây, nhưng mà nếu mà an toàn nhất mà chạy chừng 60 cây tới 70 cây là mình nên đi sạc đi. À, đừng để cho nó hết xa hết điện ha. Còn nếu như mà ai mà ngại sạc xe là nọ kiểu á thì mình có thể lựa chọn là xe xăng Vespa 50cc đây, 60 cây một lít. À, đổ đầy bình xăng này thì 3 lít mấy á, mình đổ đầy bình xăng chiếc xe này thì mình có thể đi được đâu đó gần 200 cây. Đó. Rồi, dưới đây thì em vừa về mẫu xe mới. Đây là mẫu xe mang thương hiệu là Decabyte ha. Thì nói chung là nhiều người cũng biết về xe điện của nó rồi, xe máy điện của Decabyte ha. Còn đây là xe xăng 50cc. Đấy, nó sẽ có hai phiên bản nha. Một phiên bản là Roma SX. Roma SX là phiên bản này, mặt nạ của nó sẽ là tròn tưng trưng như thế này thôi. Còn phiên bản mà Roma Light thì nó sẽ có cái những cái đường sọc như thế này. Đó, những cái đường sọc này á thì nó sẽ có thể sáng đèn được luôn. Và dưới đây nó cũng sẽ có đèn, do là xe này em chưa lắp bình nên em không thể nào mở đèn cho anh chị xem được ha. Hai bên là bóng đèn xi nhan, là bóng đèn LED hết luôn. Rồi, hệ thống đèn chiếu sáng là đèn LED ha, đèn LED LED dạng bi cầu đây. Đó, cả hai phiên bản đều là LED LED dạng bi cầu, nó chỉ khác cái phần thiết kế thôi. Cả hai xe này thì mức tiêu hao nhiên liệu cũng ngang ngửa với Vespa 50cc luôn, là nó có mức tiêu hao nhiên liệu là 60 cây một lít, 60 cây một lít trong khoảng nào đó, và cái đó là đường nhà sản xuất đưa ra thôi, tùy vào cái cách mình chạy xe và mình lái xe như thế nào nữa ha các bạn ha. Đây, còn con này là Roma SX. Roma SX thì con này thì em đã có lắp điện cho nó rồi. Cái màn này màu titan nha mọi người, màu titan. Nhưng mà màu này phối hơi bị xấu nha. Đây. Nói chung về quan điểm cá nhân đánh giá của em á, thì cái mẫu xe mà Decabyte này nó sẽ không có đẹp bằng cái mẫu xe Vespa 50. Đấy, anh chị thấy nhìn không? Vespa 50 thì mấy bạn đi ngoài đường là nhìn như là hàng Vespa real luôn. Đó, còn thằng Decabyte thì mình nhìn cái là mình biết xe máy điện này. Xe 50cc liền ha. Rồi, cái con mà Roma Light á thì cái đuôi của nó sẽ là đuôi cục như thế này. Đó anh chị thấy không? Đuôi cục như thế này. Còn cái con mà SX á, Roma SX nè, thì cái đuôi của nó sẽ là đuôi nhọn. Đấy, nó sẽ khác biệt nha. Những bạn nam thì mình nghĩ là đi cái phiên bản mà đuôi cục như thế này đẹp hơn là cái đuôi nhọn như thế này. Đấy. Rồi, về phần mặt đồng hồ ha, thì cái con này mặt đồng hồ nó sẽ đẹp hơn cái mặt đồng hồ của thằng Vespa 50cc đằng kia. Đấy, mặt đồng hồ nó đây, full LED như là một cái mặt đồng hồ của xe điện luôn. Con này em lắp bình rồi em mở cho mọi người xem ha. Đây. Nhìn vô một cái là mới đầu là tưởng là đồng hồ của xe điện không à, chứ không có nghĩ là đồng hồ của xe máy luôn. Đây, nó sẽ báo xăng cho mình nha. Đó, tốc độ mình đi được nè. Rồi, auto ha. Đây là cái mức auto, là cái số mà tổng số km mà mình sử dụng mình đi được cho chiếc xe của mình. Đấy. Rồi, dưới đây thì báo volt nè. Volt này là điện bình. Nên xe mình điện bình yếu nó sẽ lên xuống hạ, nó sẽ biết được. Còn đây là logo thôi. Nhưng mà cái màn hình này nha anh chị, khi mà em hồi nãy em đã test thử là em mở màn hình này lên, em để khá là lâu, khoảng tầm 15 phút đồng hồ, thì cái mặt màn hình này rất là nóng ha. Đấy, rồi bây giờ sẽ nổ máy cho mọi người xem ha.
lớp kháng nổ máy thôi. Đây. Đèn hai da hai bên nè. Đây. Mình sẽ cho mọi người xem đèn ha. Đấy. Đèn ha, đèn này chỉ mở đèn đề mi thôi chứ có mở đèn chiếu sáng nha. Rồi, đèn xi nhan rất là đẹp luôn. Và nó là đèn xi nhan thiết kế khá là đẹp luôn ha. Như những cái chiếc xe mà đèn xi nhan của những chiếc xe ô tô luôn. Có những cái khoang này nó kiểu như rất là đẹp luôn. Logo chỗ này cũng được sáng luôn nè, phát sáng luôn nè. Đấy. Cái con xe mà Roma SX này á thì hiện tại nó có mức giá là 22 triệu ha, 22 triệu. Còn cái con mà Roma mà Light này thì là 21 triệu nha các bạn, 21 triệu. Giá em báo đã bao gồm thuế VAT rồi. Mua xe về á mà anh chị muốn muốn biết được cái giá lăn bánh nè, ra tiền biển số tỉnh thành thị xã của mình á, thì hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại dưới bên góc màn hình là 0785888030 ha. Thứ nhất, thứ hai đây là trong này có trả góp, anh chị nào mà điểm tín dụng tốt nha, không nợ xấu thì đưa trước cho em khoảng tầm là 0 đồng thôi là lấy được chiếc xe này về. Mức lãi á, vay 10 triệu thì một tháng á, chỉ cần đóng lãi là 90 ngàn thôi, một ngày chỉ có 3 ngàn tiền lãi thôi đó. Đấy, rất là ok luôn ha. Xe thì sử dụng là phanh đĩa đàng hoàng nha anh chị, phanh đĩa ha. Rồi, rồi tắt máy nha. Còn về phần cốp nè, mở cốp cho mọi người xem ha. Đây, cái con này cái chất liệu yên và cái hộp đựng đồ của nó đều là nhựa trắng. Cái hộp đựng đồ phía trước giống như là Vespa 50 đó, nhưng mà nhựa trắng, Vespa nó mình nhựa đen, nhìn nó sẽ sang trọng hơn nhựa trắng, các bạn thấy không, nhìn nó rất là dởm luôn đó. Rồi cái cốp xe thì mình cảm quan là nó sẽ nhỏ hơn của thằng Vespa 50 nha anh chị ha. À, nhỏ hơn tí xíu thôi. Và cái độ cao yên, cái chiều cao của con xe này nó cao hơn Vespa 50 một tí xíu. Em sẽ quay cho anh chị nha, nếu như mà con của anh chị người nào mà chiều cao khiêm tốn á thì em nghĩ là anh chị nên chọn Vespa 50 cho bé, hoặc là những chiếc xe cúp xe số thì nó sẽ lùn hơn. Còn cái này thì những bạn mà 1m55, 1m6 trở lên các bạn ngồi mới được. Đây, bên đây là Vespa 50 nha. Đó. Mặt đồng hồ Vespa 50 này rất là đẹp, giống như là của chiếc xe. Mặt đồng hồ nó giao diện, cái đèn của nó y chang như của thằng Epec luôn. Rồi. Đấy, mọi người thấy được à. Chiều cao yên ha thì nó sẽ cao hơn của thằng Vespa 50 tí xíu. Con này là con của DKBike nè. Đấy. Rồi. Nó sẽ có giá thành mắc hơn so với Vespa là 500 cho tới 1 triệu rưỡi nha, tùy vào từng phiên bản của chiếc xe DKBike Roma này. Đấy, rồi thì cô chú anh chị mình đánh giá như thế nào về mẫu xe này, hãy để lại bình luận phía bên dưới cho em biết nha. Và đừng quên đăng ký kênh xe máy sĩ bên em để có những thông tin nhiều hơn về những cái mẫu xe đạp điện, máy điện hay là xe xăng 50cc cho các con của mình. Còn thắc mắc những vấn đề gì trả góp à, nếu mà anh chị nào mình nợ xấu nha, không biết là mình có nợ xấu hay không, và không biết là mình có trả góp mà không đưa chiếc đồng nào mà lấy xe về với mức lãi suất ưu đãi hay không á, thì có thể liên hệ với em một số điện thoại, gửi căn cước công dân qua cho em. Em sẽ check thử là anh chị đang ở mức độ nợ xấu như thế nào, thì để em sẽ check cho anh chị ha. Đấy. Con này là Vespa mà đi xe xăng thì sẽ tên là Diamond Ro ha. Còn mà xe Vespa mà đi xe điện á của Aspero hãng đi test nè, thì nó sẽ tên là Classic Ro. Đó. Hai cái màu này là hai cái màu mà em ưng cực kỳ. Màu hồng phấn và cái màu cam cà rốt như cả bên kia. Đấy. Rồi, cô chính chủ mình thắc mắc à, nếu mà em nói lại nha, anh chị nào mà mình đang nợ xấu mà mình không có được cái họ là không đưa chế đồng nào mà vẫn được lãi suất là 0.99%, thì anh chị nào mà đang nợ xấu đưa trước cho em khoảng tầm 20-30% thôi. Ví dụ xe này là 20 triệu rưỡi, lăn bánh em cho là 24 triệu đi ha, thì anh chị đưa trước cho em 20% là nhiêu, là 4.8 triệu là lấy xe về cho con mình đi học được rồi. Đấy. Rồi thì cảm ơn tất cả các cô chính chủ đã xem kênh xe máy gia sĩ bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.